Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh của Két Sắt Đức Phương. Hôm nay mình sẽ tiếp tục review cho các bạn mẫu sản phẩm két sắt của Bofa và được thiết kế riêng biệt. Và két sắt có tên là Bofa D53. Két sắt là có chiều cao là 53, chiều rộng là 40 và chiều sâu là 32. Thì sau đây mình sẽ nói về những cái tính năng ưu việt được trang bị trên cái két sắt nhập khẩu này. Thì đầu tiên, két sắt được uốn và tạo hình bằng một tấm thép khổ lớn, được tạo hình nhìn rất là bắt mắt với những cái đường bo viền để chống lại cậy phá. Và bốn xung quanh két sắt là được sơn bằng một lớp sơn màu nâu đặc trưng, rất mịn và bền màu. Về mặt trước của két sắt là bao gồm một núm xoay, một bảng điện tử có chống trộm và hai chìa khóa chính. Thì sau đây mình sẽ mở két sắt và đi vào xem của phần trong của két sắt. Thì các bạn chỉ cần ấn thăng kèm theo mật khẩu và thăng, sau đó là mở két sắt. Thì ở bên trong két sắt được chia làm hai khoang rất rộng để các bạn có thể để những cái giấy tờ quan trọng và những cái sổ đỏ, giấy tờ A4 và nhiều những cái giấy tờ quan trọng khác. Hoàn toàn là bọc bằng da cao cấp. Bên trên là có một ngăn kéo để các bạn có thể để tiền bạc nữ trang, rất là thuận tiện. Còn về phần cánh két được thiết kế bằng những cái tấm thép dày lên tới 7 ly để chống khoan phá, và được thiết kế nhiều những cái chốt tròn to bằng inox được đúc đặc chống cắt. Và bên trong được trang bị một đèn LED cảm biến, khi các bạn đóng mở sẽ phát ra ánh sáng. Và nội thất rất đẹp phải không ạ? Nội thất là hoàn toàn bằng màu vàng. Những cái bảng treo, những cái chỗ để giá, để những cái vật nhỏ hoàn toàn là bằng màu vàng hết. Và những cái móc này để các bạn có thể treo dây chuyền, treo chìa khóa. Két sắt D53, két sắt nhập khẩu này, thì các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm thì hãy liên hệ đến số điện thoại 0902 291 064 hoặc là truy nhập vào cái website kết sắt chính hãng.com để được tư vấn và cụ thể về cái sản phẩm, biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.